Trong tay các anh chị hiện tại bây giờ đang có bộ sản phẩm Nu Pedicure của Nu Skin. Và đây là sản phẩm Herbal Mineral Bath. Là trong cái bồn pedicure đó thì mình thường thường là mình hay dùng cái bột màu xanh để mình bỏ vào, nhưng mà đây mình có thể thay thế bằng sản phẩm này. Chỉ cần một vài giọt, một hay hai giọt vào, có thể thơm, rất là thơm cho tiệm. Và một cái rất là đặc biệt là trong đây có 21 herbal trong này, giúp cho da của người khách sau một thời gian súc mềm mại hơn, chứ không có bị khô da. Và sản phẩm này Jennifer rất là thích, là Liquid Body Lufra, là có thể tẩy da chết. Thì trong tiệm nail của mình hay dùng cái scrub, nhưng mà cái những cái scrub đó rất là hot cho skin, nhưng mà cái Liquid Body Lufra này Jennifer có thể dùng ở trong nhà của mình, cho con cái của mình và bản thân mình tắm rửa, rất là mềm mại cho da. Vì cái này không phải là hóa chất, nó là sản phẩm của cái hộp walnut xay, cái vỏ walnut xay ra, rất là nhuyễn, nhưng mà có thể tẩy da và làm mềm da của mình. Chỉ cần tắm xong rồi dùng sản phẩm này không, mình đã thấy cái da mình mềm rồi, trước khi mình bỏ lotion mình đã thấy. Đây cũng là một trong những sản phẩm Jennifer tắm thì mình dùng hai thứ như vậy. Thì cho trong cái tiệm nail đó thì mình dùng cái đó scrub và cái Liquid Body Lufra, cái mùi của nó rất là thơm. Nó là cái mùi grapefruit, là trái bưởi đó, rất là thơm. Thành ra chỉ cần một giọt Liquid Body Bar này vào trong, mix chung với lại cái Liquid Body Lufra, mình có thể scrub cái chân cho khách và mùi thơm có thể lan tỏa khắp cả tiệm. Và mình có thể dùng cái sản phẩm này cho mình tắm ở nhà nữa. Sản phẩm kế tới là sản phẩm này rất là nổi tiếng ở trong tiệm nail, là Soul Solution. Những anh chị thấy khách của mình đó, mỗi người bước vào đều có cái vấn đề về cái gót chân của họ bị nứt, và phần đông họ vào tiệm nail vì cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà mấy chị có thể giải đáp được cái lo của họ về cái nứt gót chân đó, vì cái sản phẩm Soul Solution này mình có thể bảo đảm với họ được là trong vòng 7 ngày họ sử dụng sẽ giảm bớt cái nứt gót chân. Ngoài ra nữa, mình rất là muốn cho người khách của mình biết được đó là sản phẩm này dùng từ cái Allspice Berry, và đó là cái nguyên liệu thiên nhiên rất là tuyệt vời cho da, và nó mềm lại, mình thấy được liền lần đầu tiên á, gần như nó feel những cái kẽ của cái nứt gót chân đó, và lần từ từ mỗi lần nó feel lại, và sau chục vài lần mình sử dụng là cái gót chân mình rất là mềm. Đây cũng là một sản phẩm bán rất chạy trong tiệm nail. Cái nữa mà mình cũng rất là thích á, là cái Ice Dancer. Mình nghe rất là nhiều khách bước vào tiệm họ mang giày cao gót, họ bị đau vai, bị đau lưng, bị đau chân, và mình không có giúp được họ gì hết. Thành ra là cái sản phẩm Ice Dancer này very good, khi mà mình massage cái bắp chân của người khách đó, cảm thấy rất là nhẹ nhõm khi mà họ được massage xong họ đứng dậy. Nếu mà họ có cái nhu cầu về đau vai hay đau lưng như vậy, bây giờ mình có cái câu trả lời, mình có thể bán cái dòng sản phẩm này cho họ để có thể giúp được. Cái này là Body Smoother. Mình rất là thích vì nó thật sự nó rất là silky trên cái làn da của mình. Khi mà một vài tiệm nail đó mà họ dùng cái stone đó, hot stone đó, thì khi mà dùng cái body smoother nó glide, nó rất là, nó lên xuống trong cái skin, nó rất là nhẹ và nó không có khô lại, đặc lại, và cứ như vậy nó glide trên cái da của mình, rất là tuyệt vời. Và sản phẩm này phải nói gần như là mỗi nhà ai cũng nên có, là cái Baobab Body Butter. Các anh chị thấy ở đây có cái hình của cái cây này, mình rất là thích. Vì cái cây này chỉ có mọc ở Africa thôi, và cái tree trunk của nó rất là lớn, nó chứa đựng được rất là nhiều lượng nước ở trong đó, để khi mà mùa khô hạn có thể giữ trong cái thân cây. Và vì lý do đó, cái sản phẩm này có thể giữ cái độ ẩm cho da rất là tuyệt vời. Nhiều khi mà những người khách của mình họ làm pedicure xong rồi về nhà, một ngày hai ngày sau họ gọi điện thoại và nói là họ vẫn còn cảm thấy cái làn da của họ mềm như vậy sau một hai ngày sau. Thành ra là mình rất là thích cái sản phẩm này. Một cái nữa là cái Firewalker. Người khách á, nhiều khi mà họ, nhất là mùa đông đó, mình mà soi xong mà cái chân mà họ để lên cái khăn ướt đó, nó rất là cảm thấy rất là lạnh. Thành ra là cái sản phẩm Firewalker này là một trong những cái mà mình rất là thích, là sau khi dùng những sản phẩm này á, thì mình massage ở dưới lòng bàn chân của khách, nó vừa mềm mà nó lại vừa rất là ấm cái lòng bàn chân của họ sau không có thời gian, tức là nó không có khô liền, mình chỉ dùng một sự rất nhỏ, nhưng mình massage khoảng chừng vài phút đó là cái bàn chân của họ rất là ấm và họ cảm thấy rất là tuyệt vời sau cái pedicure. Đó, Jennifer rất là vui và mến chúc các anh chị áp dụng sản phẩm nào vào tiệm một cách thành công.